Dạ vâng, xin kính chào tất cả các bác khách hàng trên toàn quốc nhé. Cũng phải một thời gian rất là dài dài rồi hôm nay mới có những cái clip để quay các bác khách hàng về với cửa hàng đây ạ. Sau dạ vâng, các anh đang làm việc tại Hà Nội nhưng quê các anh ở Thái Bình và hôm nay là các anh được nghỉ ngày lễ các bác ạ. Thì sau một thời gian nghỉ dịch vừa rồi thì chúng em cũng bắt đầu tiếp khách tại cửa hàng. Từ ngày hôm qua chúng em cũng chưa có những clip để thông báo. Thế nhưng mà từ ngày hôm qua, dạ vâng, em cảm ơn các anh nhé. Rồi các bác cứ về, có gì chưa đấu lối được các bác cứ gọi điện cho em. Sau một thời gian nghỉ dịch rồi thì hôm nay chúng em có những clip để gửi tới các bác khách hàng, được đón tiếp những các bác khách hàng về với cửa hàng tham khảo cũng như là được lựa chọn những bộ combo karaoke dành cho gia đình mình. Dạ vâng, em chào anh. Từ hôm qua đến hôm nay thì chúng em cũng đã được chào đón một số các bác đoàn khách rồi. Các bác chờ đợi suốt một thời gian nghỉ dịch vừa qua để được trực tiếp về với cửa hàng mua sắm các thiết bị âm thanh. Thì vừa rồi đó là các bác đoàn khách hàng đến từ Thái Bình các bác. Các bác đến từ Thái Bình, các bác đang làm việc tại Hà Nội thì hôm nay nghỉ ngày lễ các bác có ghé qua cửa hàng để mua cho mình một combo karaoke với những dòng sản phẩm của loa B3 và đẩy BWK8, những chiếc vang Gutin KM320. Thì như các bác khách hàng đã theo dõi trên kênh bán hàng của Âm Thanh A luôn, các bác đã biết rằng những sản phẩm B3 chúng em cung cấp ra thị trường rất là nhiều đúng không ạ? Những sản phẩm phải nói rằng nó mang lại cho các bác một tâm lý rất là thoải mái khi các bác bỏ đồng tiền ra, các bác sở hữu chính đáng những sản phẩm của mình. Về đồng tiền, về chất âm, về giá trị sản phẩm, về thương hiệu sản phẩm các bác nhé. Những sản phẩm mà chúng em đã rất là dốc sức tâm huyết của mình để đưa ra thị trường cũng như là phục vụ các bác khách hàng được chơi audio một ngày tốt hơn, một ngày được hợp lý đẹp đẽ hơn. Thì bên cửa hàng Âm Thanh A luôn chúng em hiện nay cũng còn rất là nhiều sản phẩm. Đây là một cái chiến trường, buổi hôm nay các bác về nghỉ lễ các bác sắm sửa thiết bị cũng rất là nhiều. Thì trong mấy ngày hôm nay chúng em cũng rất là bận rộn để đóng các cục hàng gửi đi cho các bác nhận kịp ngày lễ này, cũng như từ hôm qua đến hôm nay thì chuẩn bị tinh thần để đón các bác khách hàng. Mặc dù thời điểm này dịch bệnh nó cũng vẫn còn rất là nan giải, có rất nhiều yếu tố, thế nhưng cũng rất là kính mong các bác khách hàng và bản thân chúng em khi bán hàng cũng vậy, vẫn phải dè chừng, vẫn phải đề phòng để làm sao để đảm bảo được sức khỏe cho chính bản thân, cho gia đình cũng như là cho cộng đồng các bác nhé. Vẫn phải để làm sao có một cái khoảng cách nhất định để được chơi nhưng phải an toàn. Đó là cái tiêu chí mà chúng em rất là mong muốn, hy vọng các bác. Thì lại quay trở lại với các thiết bị sản phẩm thì hiện tại chúng em đang cung cấp ra rất nhiều những thiết bị sản phẩm âm thanh hay. Vì vậy các bác có nhu cầu hoặc là cần đấu ghép hoặc cần tham khảo tư vấn, các bác chỉ cần liên hệ với các số điện thoại bên cửa hàng 0365888958, 0368891555 để chúng em hỗ trợ tư vấn cho các bác lựa chọn được sản phẩm tốt các bác nhé. Những cái quả súp Phytol mà mới về hàng chúng em đã quảng cáo tới cho các bác, chưa có clip cụ thể hơn thì chắc là chỉ chiều nay hoặc là ngày mai thôi chúng em sẽ có những clip test để gửi đến cho các bác cùng tham khảo chất âm nhé. Thì với những các bác khách hàng cần quan tâm, các bác chỉ cần gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin hoặc là thông báo tới qua các trang fanpage Zalo, Facebook của chúng em hỗ trợ cho các bác. Còn với những các bác khi tham khảo kênh theo dõi thì dù là ý kiến của các bác ra sao cũng rất là mong các bác có những ý kiến phản hồi tích cực để đóng góp xây dựng cửa hàng ngày một tốt hơn các bác nhé. Tránh được những câu nói, tránh được những cái comment nó không được hay, bởi vì chúng em phục vụ lúc này là chúng em đang phục vụ cộng đồng. Chúng em mong sao để mình mang được những kiến thức, mang được những sản phẩm tốt để phục vụ cho các bác. Và chúng em cũng phải học hỏi, chúng em cũng phải cố gắng để làm sao hoàn thành cái công việc, cái trách nhiệm của mình ngày càng tốt hơn ạ. Chúng em gửi lời cảm ơn chân thành tới quý khách hàng, tới các bác luôn đồng hành, luôn yêu quý tới cửa hàng Âm Thanh A luôn và luôn luôn sử dụng các thiết bị của cửa hàng Âm Thanh A luôn. Kính chúc tất cả các bác, kính chúc tất cả quý khách hàng trên toàn quốc một sức khỏe dồi dào ạ. Thân ái, hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo ạ.